ấy thuốc bắc, điện thuốc bắc này, điện thuốc bắc này là chỗ xỉu này. Anh nghe đây. Lô. Hả? Có. 3:08. Rồi, cái này chia sẻ cho anh em trong một cái clip video một con A-Black phiên bản 2016 được trang bị hệ thống đèn LED. Và con này khách hàng mang vào bảo hao xăng nhiều. Xe còn rất đẹp. Rồi, hao xăng. Rồi thì đơn giản thôi, trên tay thì Tuấn hôm nay còn hai thiết bị máy motoscan, ngày hôm qua ba con và hai motobox, đã có anh em chốt hai bốc và một can, giờ trên tay còn hai con. Rồi, thì Tuấn sẽ hướng dẫn và demo cho anh em khúc nhắn gọn khi con xe này bị hao xăng, chúng ta kiểm tra như thế nào. Rất nhanh. Đây. Một chiếc xe tất cả mở lên không có đèn báo lỗi FI gì cả, bởi vì sao, nó hoạt động rất bình thường. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần kết nối với xe, dùng thiết bị máy chuẩn đoán Motoscan 7.0, hàng xịn sò, hàng châu bò, có mặt ở Việt Nam trong 10 năm qua. Ok. Chúng ta sẽ chọn vào dòng xe Việt Nam. Chúng ta sẽ chọn vào A-Black 2013 cho tới 2020. Chúng ta sẽ đọc mã lỗi. Chúng ta đừng bỏ quên cái clip này, hãy chia sẻ cho nhiều anh em cùng biết. Rồi, con này SM không có bảng mã lỗi. Rồi, no, chúng ta thoát ra. Và chúng ta quan tâm nhất là cái thông số vận hành. Khách hàng bảo con xe này hao xăng nhưng vẫn hoạt động alicit top ở trạng thái rất bình thường. Rồi, chúng ta sẽ nổ máy ở giải nhiệt độ 78 độ C. Nhiệt độ lúc này cho chúng ta biết là 78 độ C, điện áp sẽ giảm và nhiệt độ khí nạp là cảm biến gió và điện áp ok, hoàn toàn ok ở 2... ở hai cặp bốn hàng này nha. Rồi, xe này không có cảm biến map, bỏ qua. Xe này gốc mở bướm ga và điện áp. Xe này vòng tua máy rất ok, góc sớm lửa thời gian full đang là 2.2. Có anh em nào bảo 2.2 mà xe này lợi xăng hay là hao xăng không, comment. Rồi, theo anh em con xe này có hao xăng không? Rồi, thời gian full 2.2. Comment đi ạ. Tuấn sẽ tặng cho anh em cái bài này rất hay. Đúng chưa? 2.2. Rồi, xe này hoạt động alicit top vẫn bình thường. Chúng ta sẽ kéo ga ở qua trạng thái 20 km/h. Anh em comment đi ạ. Tôi sẽ tặng anh em cái bàn này luôn. Nhớ là nhiệt độ máy ok nhé. Rồi. Chưa chắc, Nguyễn Thành Lâm. Chưa chắc nghe em trai. Rồi, vòng tua máy, góc sớm lửa, thời gian full 2.1.
Rồi, điều gì sẽ xảy ra khi cảm biến O2 đang quá cao ở cái dải khoảng 900 mV, là gần 1 V. Rồi, 999, 994 mV, gần 1 V, là gần 1000 đấy. Rồi, xe này thì đương nhiên phải hao xăng rồi. Xe này đương nhiên phải hao xăng, bởi vì O2 nằm quá cao. Thì đương nhiên chúng ta sẽ kiểm tra AF, nó sẽ báo động. Ok chưa? Đấy, thì xe này đang bị đậm xăng, chỉ còn một vặt nữa thôi là lút. Xe này chạy rất hao xăng. Ở thiện thôi, em chạy ở cái trường ấy, em đón anh bé Son nhé. Ờ, trường tiếng Anh này. Rồi, bố ra liền nhá. Chú Thiện đón nhá. Ờ. Sao rồi Lâm? Lâm ơi, trên đời này chẳng có cái gì biết trước được, nên chúng ta đừng có quan trọng cái thời gian phun. Nhiều lúc anh em bảo thời gian phun là 3 chấm hao xăng. Ờ, 2 chấm là lợi xăng, đâu phải đâu. Bố ngắn nha cô. Ờ, phút này phút bao nhiêu rồi? 53. Ờ, 52. 52, 52. Rồi, và đặc biệt cái hay của máy Motosiken này, các bạn có thể chuẩn đoán nâng cao. Xe ECM không có ma lỗi. Bạn có muốn chuẩn đoán nâng cao không? Bấm yes. Xe có hiện tượng gì hao xăng? Rồi, đang đợi kiểm tra. Tôi sẽ móc ở đây cho anh em coi đỡ rung. Xe này đơn giản, nếu anh em chuyên nghiệp bóc một cái ra bật ngay. Xe còn rất đẹp nha. Rồi, anh em nào cần máy này comment inbox luôn. Đây nè, đây đây, trong thùng nè. Ok anh trai Trần Hoàng Vũ. Rồi, xe này thông báo xăng đang vượt quá 40% so với tiêu chuẩn, thấy chưa? Rồi, chúng ta lại tiếp tục bấm yết. Là ok. Bữa nào anh bán rẻ cho cái em ơi. Ê, bữa nào đổi con mô con MST đưa cho anh. Rồi, áp xăng. Ok. Rồi, bấm nô.
Rồi, xe này bị mòn hoặc sai kim phun, thay kim phun mới, lỗi cảm biến số 2, ok, có hai gợi ý. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra kim phun và đồng thời chúng ta sẽ kết thúc. Em đưa cái máy con MST đây em ơi. Em đưa con MST đây, bù ăn ít đồng, anh đưa em con Motocan xài nhá. Thế thôi. Vấn đề bây giờ anh em có thể bóc cái kim phun này ra chúng ta thay thế vào. Tuấn sẽ làm luôn bây giờ cho anh em nhá. Đây lại nồi niêu xoong chảo, cá mắm, cá chép. Rồi bây giờ sẽ lấy cái kim phun của con xe lít, xe nhà này, kim xịn này nhá, chuẩn không cần chỉnh. Đưa vào trong con xe AB này là anh em thấy hiệu quả ngay. Tuấn sẽ gắn camera ở đây. Chờ nhá, chờ hóng kết quả nhá, đừng rời khỏi màn hình nhá. Ok. Tông ba nhựa đổ hết rồi không?
xe này ghê quá. Rồi bây giờ nó 2.2, 2.4 nhá. Đẹp chưa? Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ kiểm tra AS này. Lấy tiền nhá. Đẹp chưa? Nó nằm ngay ở cái dải ở giữa được chưa? Ok, bấm ok cái nhá. Rồi, Alicitop hoạt động.
Bắn một con ra luôn em. Trời. Thank you.
cứng thế. Hiểu quá. Tuôn luôn rồi. Xe. Ừ. Chứ là. Giờ lại bắn gì đó biết. Cầm chốt mượn không Dũng? Thank you.